Hello, hello cô ba các bác nhá. Hello cô ba. Đó thì hôm nay cô bốn lại về rất nhiều mã hàng thì lại lên trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem like thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra của ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em gửi tới các bác trong ngày hôm nay đó là con Eto nhá. Con Eto hàng thương hiệu Asahi tem nhôm hẳn hoi. Hàng của hãng, chính hãng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó là 99%. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180 cành cho một con Eto như này nhá. 180k cho một con Eto của Nhật như này. Đó, Asahi. Độ mở của nó thì nó sẽ là 5 sen nhá. Độ mở của nó là 5 sen, 5-6 sen. Đó, độ mở của nó sẽ là đây. Độ mở của nó sẽ là 5 sen nhá, 5 sen. Thì các bác tha hồ thoải mái để mình sử dụng mình kẹp. Đấy, cái dưới này thì các bác kẹp vào bàn cho em, còn trên này thì các bác kẹp đồ vật liệu để các bác sử dụng. Và có một cái thân búa như này để các bác có thể kê để mình gõ gạt nữa. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào làm thợ, làm nghề và chuyên làm về cơ khí thì nên mua con này để sử dụng. Giá thì rất hợp lý, hàng hợp lý, giá hợp lý cho bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Asahi. Giá thì chỉ có cho các bác là 180k nhá. Lên cho em là Eto này. Đấy, Eto. Giá sẽ là 180k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lên cho bác một cái siêu phẩm đây. Đấy, một cái siêu phẩm để tri ân khách hàng. Đó là cái bộ vít. Bộ vít này thì các bác lên cho em là bộ V46. Đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác trong ngày hôm nay. Chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 đầu vít này. Đấy, rồi đầu... đầu khẩu thì nó sẽ là từ 4 đến 14 này. Rồi là các cái đầu lắp này. Rồi tay vít này. Đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái bộ này thôi. Đây. Đấy, các bác dùng đầu vít này. Hoặc là đầu đầu khẩu này. Khẩu này thì sẽ có cho các bác là cả xoay nhanh cả đảo chiều luôn. Đấy. Cả xoay nhanh cả đảo chiều. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có xoay nhanh có đảo chiều. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một cái bộ như này. Đấy, cả khẩu, cả vít, cả tất cả các chi tiết như này nhá. 130k. Đấy, có cả tay lắc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là V46 nhá. V46. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ vít như này. Các bác mua một cái tô vít để cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Đây mà cả cái bộ vít đẹp như này. Lên cho em là V46 này. 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái siêu phẩm đó là cái bơm 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay của Nhật, hàng made in Japan. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 240.000, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, Santalay made in Japan này, 240k. Đầu bơm của nó thì sẽ là bơm xe máy, bơm ô tô, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đây đây. Và có đồng hồ báo nhá, xi lanh nhá. Đấy, thân bơm của nó bằng inox này, rất đẹp cho các bác luôn. Santalay này, made in Japan này. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 240.000 bao ship tận nhà. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti. 2 ti, giá sẽ là 240k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một mã sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá cũng rất là tốt nhá, chỉ có 160.000 thì cái bộ khẩu 12 chi tiết này thôi. Đấy, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đây, một cái bộ khẩu chất lượng như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khẩu của nó thì nó sẽ có cho các bác là khẩu từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24 và nó sẽ có cho các bác là một tay công và một tay nối dài. Các bác có thể dùng bạn trực tiếp như này cho em này. Đấy. Và các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được này. Bình thường nếu các bác mua một cái đầu khẩu như này thôi, đã phải mất đi là vào khoảng là một cái tay công như này thôi. Một cái tay công như này đã phải khoảng trên 100.000 rồi. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu cót của nó đã thấy thích rồi. Đó. Thế mà combo cho các bác một cái bộ như này. Đấy, bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 10 đầu. Và các cái đầu khẩu là từ 8 đến 24 nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu khẩu như này. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật của hãng rất chất lượng mà cái giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12. Đấy. Khẩu 12 giá sẽ là 160.000. Đó. Khẩu 12 này. Khẩu 12 160k cho cái bộ khẩu 12 như này, siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng nhá, con hạc bằng đồng đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy.
Đây nó sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Và bên em bán kèm cả hương luôn nhá. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư hương này. Đấy, các bác về thì các bác mở cái lư hương này ra đeo lên cho em. Đó, đây. Các bác đeo cái lư hương này lên đây. Đó, đeo lư hương lên đây này. Đây, đấy. Sau đó thì các bác cho cái nhang vào đây, cho cái nhang vào đây. Đó, sau đó thì mình đốt thôi. Đấy, thì mình có thể là để trên bàn thờ này. Đấy, hoặc là để trên bàn trà mình thư giãn cũng rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một cái bộ hạc đồng như này nhá. Đấy, một con hạc bằng đồng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là đa di năng được luôn. Đấy, lên cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá sẽ là 70k cho một con hạc đồng như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop có bán kèm cả cái nhang hạc này luôn. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp nhá, rất là thơm luôn. Một bịch này của nó thì nó sẽ có cho các bác là vào khoảng là 40 viên. Đó, 40 viên như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là nhang hạc nhá. Nhang hạc 70.000 cho một típ như này. Đấy, một típ như này. Tiếp theo hôm nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này các bác này. Đấy. Một con bàn là hơi nước mini. Cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Hàng thì rất chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này. Về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đấy. Tháo cái này ra cho em này, tháo này ra cho nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây là mình sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000, có điều chỉnh cho các bác luôn. Mâm miếc cực kỳ là dày luôn nhá. Đấy, mâm gang cực kỳ là dày, nóng nhanh, nhỏ gọn, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, 135.000 cho một cái em bàn là hơi nước mini như này. Đấy, 135k. Các bác dùng nó khá là thuận tiện để mình mang đi du lịch này. Đấy, du lịch, đi học, đi làm hoặc là để ở nhà sử dụng cũng được. Đấy, lên mã giúp em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Đó, bàn là này. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu. Đó là cái bàn là đứng nhá. Các bác này. Đây. Nó sẽ là một cái mẫu bàn là đứng như này. Đây. Đấy, một cái con bàn là đứng như này. Hàng của thương hiệu Socani này. Hàng này thì cũng xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 300 bộ này là 300 mấy nhỉ? Hả? 350.000 nhá. Đó, con này sử dụng điện 220V. Đây, các bác lắp vào đây chị em. Đó, bàn là bằng hơi nước, không lo bị cháy quần áo nhá. Đấy, cho nước vào đây chị em. Đấy. Không 370.000 nhá. Xin lỗi các bác là 370.000. Đây. Hàng của thương hiệu Socani này, sử dụng điện 220V đến 240V, công suất 1500W. Con này thì ưu điểm của nó là không bao giờ lo bị cháy quần áo, tại vì khi các bác bỏ ra là mình sẽ để ra ngoài. Còn nó không như cái bàn là kia, là bàn là kia là có khi các bác còn quên thì mình vẫn để nó úp mặt xuống. Còn cái này thì nó là chủ yếu là bằng là bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng nó sẽ đẩy ra và các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn, quần áo nó sẽ phẳng luôn. Đấy, con này thì rất tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể treo trực tiếp quần áo lên là mình làm thôi. Đó, lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng, chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đó, và rất là nhanh. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng. Giá của nó sẽ là 370.000. Đó, bàn là đứng này. Đấy, lên cho em là bàn là đứng. Giá sẽ là 370k. 370k, bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là kia. Bỏ trên con dao đi. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao. Đó là cái máy sấy đũa nhá. Đấy. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm rồi. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm và đũa của các bác hay bị mốc, hay bị vi khuẩn này. Đấy, thì các bác dùng cái con máy sấy đũa này cho em, rất là tiện. Đấy. Có sẵn miếng dán về nhà các bác chỉ dán lên tường thôi, sau đó thì cắm điện vào cho em là ok nhá. Đấy, cắm điện thì nó sẽ sử dụng điện bằng cái chân sạc điện thoại. Đấy, có cáp cho các bác luôn. Đây, đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác này. Đấy, có miếng dán sticker này, về nhà các bác dán vào tường này. Đấy, và có đây nó sẽ có cho các bác là dây sạc như này nhá. Có dây sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình. Đó, cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhé. Máy sấy đũa giá của nó sẽ là, con sấy đũa này bao nhiêu đấy? 100.000 nhá. Lên cho em là máy sấy đũa này, máy sấy đũa, máy sấy đũa giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con máy sấy đũa như này đấy, 100k nó, 100k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn này, thùng bình đại đặt đũa thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm bốc. Mỗi lần có cốt ăn cơm xong vợ tôi đều phải rửa đũa và sắp xếp rất lâu, vì thế tôi đã tìm hiểu và mua cho vợ tôi hộp rửa đũa tiệt trùng bằng tia UV. Thùng bình đại đặt đũa thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm bốc. Có tia UV luôn nhé, có tia UV diệt khuẩn luôn, giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy hút bụi ống nhá. Đấy, con này thì hút siêu khỏe luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu hút này, ống dài này, đầu chổi vệ sinh này và cáp sạc các chiếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì hút siêu khỏe luôn các bác. Đây. Đấy, máy hút rất là khỏe luôn và cái giá thì sẽ là 260.000. Bên em sẽ bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Máy thì rất là khỏe nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Có hàng nó vận chuyển về để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok. Đó, đây. Đấy. Con này thì của nó thì nó chạy rất là khỏe các bạn, chạy rất là khỏe. Đấy. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây, đấy, chạy rất là khỏe luôn. Đấy, nó hút được cả cái điện thoại này các bạn. Đấy, qua theo. Đây. Đấy, qua thế chưa? Cả một cái điện thoại của em to như này mà đặt lên nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy. Các cái loại bụi này, giấy bóng nó hút vào hết luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây qua này. Cả một chiếc điện thoại này là các bác biết rồi. Máy chạy rất là khỏe này các bác này. Đó. Đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là 260.000 nhá. Các bác có thể hút trên ô tô này, hút trên ban thờ này hoặc là các cái khe kẽ, tại vì nó có cái ống dài như này các bác cho vào rất là tiện. Trên ô tô là rất là nhiều các khe kẽ. Các bác đặt vào mình hút rất là tiện. Lên cho em là hút bụi ống nhá, hút bụi ống này. Hút bụi ống 260 cành. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm pha trà, cái bình trà bằng đồng nhá, bình trà bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng nhá, bình trà đồng. Đây. Con này nó sẽ là 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng như này. Cái bình 4 lạng này bao nhiêu đấy? Bình trà đồng 4 lạng 290.000 các bác nhá, 290.000. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim. Bằng hợp kim mạ đồng, ở đây nó sẽ có cho các bác là từ 15 đến 20% đồng phủ bên ngoài. Dùng bền màu đẹp, các bác có dùng từ 5 đến 10 năm cũng ok, không bao giờ lo bị mất màu, nó vẫn giữ nguyên màu này nhá. Đây. Có thấy không? Đó, rơi ok, không bao giờ lo vỡ. Đó. Giá thì 290.000. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, bình trà đồng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. Đó, 290.000. Còn cái 2 lạng không? 2 lạng hết. Bên em có 2 lạng nhưng mà tạm hết các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đốc sạc kèm pin và nó là dòng pin đồng hồ. Đấy, cái này thì nó sẽ là pin đồng hồ thôi. Đốc sạc kèm pin đồng hồ như này. Đấy. 65.000 cho một bộ, bao gồm là cả đốc sạc cả pin như này nhá. 65.000 một bộ. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng cho pin đồng hồ cho em. Đấy. Chuyên dùng cho pin đồng hồ hoặc là pin mic nhá, pin mic đấy, chám ở đây cho em. Đó, thì mình dùng nó rất là tiện. 65.000 nhá. Cái này thì bên em bán combo chứ không có bán lẻ. Nếu các bác muốn mua hai bộ pin thì bắt buộc các bác phải mua hai bộ đốc, tại vì là nó không có bán rời mà nó bán combo như này, cả đốc sạc cả pin như này nhá. Giá sẽ là 65k. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, đốc sạc này, pin đây là pin đồng hồ nhá, đốc sạc pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhá, 85.000 một chiếc này. 85.000 cho chiếc khóa chữ U này, chất liệu của nó bằng thép hết nhá. Đấy. Và bên shop thì luôn luôn để mặc định là dãy số 0, thì các bác muốn dùng thì các bác chỉ cần mở ra này cho em là xong. Đó. Và khi cài mật khẩu thì trước tiên là các bác mở ra này. Đấy, sau đó thì các bác vặn cái này cho em này, đây nhá. Cái màu trắng này, hai vạch màu trắng vặn đi này. Ví dụ em để là mật khẩu là 4 số 9 này, em vặn trở lại thế là xong này. Còn các bác muốn đặt mật khẩu như nào tùy ý, 1 2 3 4 ngày tháng năm sinh đều được hết. Đó, còn đây là em đang để là 4 số 9. Bây giờ em lại đổi thành 4 số 0 nhá. Đây, cái vạch trắng này, vặn lại cho em này. Sau đó thì để lại 4 số 0 này, sau đó thì vặn lại này. Đó, thì mật khẩu bây giờ vẫn là 4 số 0. Đấy, và khóa này thì nó sẽ là hình chữ U như này. Cho nên là bên em gọi nó là khóa chữ U nhá. Đấy, rất đẹp cho bác luôn, khóa chữ U. Khóa chữ U nhá, chữ U. Giá sẽ là 85k nhá, 85.000 cho một con
khóa chữ U này, cũng rất là tiện các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa dây nhá, khóa dây. Đấy các bác lên cho em là khóa dây một vòng như này, khóa dây một vòng. Đấy thì cũng là mật khẩu như nhau thôi. Mật khẩu như nhau và cái lẫy để cài thì các bác ở đây. Đấy chữ set và có chiều mũi tên đây này. Đấy ở đây nó sẽ có cái chữ set và chiều mũi tên đây. Các bác xoáy theo chiều mũi tên này, các bác đổi mật khẩu xong các bác lại xoáy ngược trở lại nhá. Đó. Con này thì sẽ là 80.000, lên cho em là khóa dây nhá. Đấy khóa dây. Đấy 80.000 cho cái khóa dây như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây. Khóa dây này. Khóa dây nhá, khóa dây đen. Đấy khóa dây đen 80k. Đấy. Khóa dây màu đen, lên cho em là khóa dây đen 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Con này thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120 cành. Chức năng thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Có công tắc ở đây. Đây có công tắc. Có cái công tắc ở đây các bác này. Đấy, đâu công tắc đâu đó. Đây, có công tắc các bác bật lên này. Đấy, bật lên cho em. Đó. Và đây nó sẽ là cái ánh đèn màu xanh như này, nó sẽ thu hút con muỗi bay vào. Đấy. Muỗi bay vào thì nó sẽ bị chập các bác nhá. Đấy, nó sẽ bị chập các bác này. Đấy đây, nó đánh lửa đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó đánh tạch tạch như này. Đấy các bác thấy không? Đấy đánh như này nhá. Là con muỗi bay vào nó sẽ bị quấn vào cái đèn này và nó sẽ bị chập điện nhá. Chập điện nó giống như cái vật muỗi thôi. Cơ chế của nó thì như cái vật muỗi và các bác có thể treo lên hoặc là để trực tiếp ở dưới đất, cầm giường cầm viết cũng rất là an toàn và diệt muỗi rất tốt, vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đấy, đèn bắt muỗi đen này. Đèn bắt muỗi. Đấy, đèn bắt muỗi đen, nó màu đen nên em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 35.000 nhá. Đấy, đợt này về giá còn tốt hơn cho các bác này. 35.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Đấy. 25.000 các bác nhá. Lại còn 25.000 này còn tốt hơn nữa nhá. 25.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái nạo như này, một cái nạo như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này, một cái nạo tay cầm như này và có cái đầu khoáy để các bác khoáy cái phần bị sâu này. Và một cái kẹp nhíp và cái con dao này để các bác làm lòng gà, lòng cá. Combo cho các bác như này bao gồm cho các bác là 3 món. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Bây giờ các bác đi đâu mà mua được 3 cái món đẹp như này mà giá 25.000. Bây giờ các bác mua một cái nạo ở ngoài chợ thôi cũng đã phải mất là đi 20-25.000. Thế mà đây 25.000 cho 3 món luôn. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, 25k. Giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo màu trắng như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Ví dụ các cái phần tường nhà các bác bị nứt nẻ, bị bong chốc rồi bị mốc này thì các bác bôi lên cho em hoặc là các bác chít lên cho em. Đấy. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường 40k. Đó. Keo vá tường. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Con này thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác. Đấy, nước tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Sau khi khô có thể hàn lại với bề mặt tường ban đầu, rất chắc chắn và không bị bụi. Chứa nhựa chống thấm để chống bám bẩn. Nó được sử dụng để sửa chữa các vấn đề về tường như hư hỏng tường trắng, nứt, chảy xước, chống rỗng, lỗ đinh, tường nhà lâu ngày bị bong chóc, vết gãy, nứt tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng, keo vá tường. Sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Đó, rất là tiện ích các bác nhé. Ngoài ra thì bên shop có cái keo vá tường là 40.000. Tiếp theo là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Ngăn mùi và ngăn kiến gián côn trùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45k. Đấy, lên cho em đó là nắp cống nhựa nhá. Đấy. Nắp cống nhựa giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa này. Giá của nó sẽ là 15k trong chiếc như này. 15.000 trong chiếc nắp cống nhựa như này. Đây em cũng có cái video thực tế luôn. Đấy con này thì lắp đặt cũng rất là dễ dàng rồi các bác này. Đấy mình chỉ cần là lấy cái nắp cống này. Đấy cho vào. Sau đó thì mình đặt vào là xong. Nước rồi rác rưởi các thứ này. Đấy. Đều giữ lại được hết nhá. Và rất là tiện ích luôn.
nắp cống nhựa ngăn mùi giá chỉ có 15k thôi, sử dụng thì cực kỳ là tiện ích và ngăn mùi, ngăn côn trùng kiến gián rất là tốt luôn. Khi nước xả xuống thì nó sẽ mở và không thì nó sẽ đóng lại, rất là tiện luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số quán phàm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác rất là nhiều mã hàng mới trong video ngày hôm nay các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bút bút massage nhá. Đây nó sẽ là một cái bút như này, hình một cây bút như này các bác này. Các bác lắp pin vào cho em, đấy nó sẽ có sẵn pin cho bác rồi. Các bác về các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Xoáy vào cho em này, đấy. Cái này thì các bác dùng để mình massage. Đây nó có công tắc ở đây này, đấy. Ở đây thì con này nó vừa là massage vừa là sung điện nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể tăng cấp độ ở đây nhá, tăng cấp độ ở đây. Đó, đây, đấy, cái này thì các bác vừa massage vừa là sung điện luôn. Đây các bác này, đấy, nó có sung điện như này. Đây, đấy em đưa vào cái lòng bàn tay nó giật giật đây này các bác này. Đấy, cái này thì nó là dùng bằng massage sung điện nhá. Massage sung điện, đấy, thì nếu bác nào chưa quen thì nó cũng hơi khó chịu một tí. Thế nhưng mà dùng xong thì nó rất là tốt các bác nhá, rất là tốt luôn. Massage sung điện, đấy, các bác lên cho em là bút massage nhá. Đấy, bút massage, con này thì nó dùng bằng sung điện và nó có hai cái đầu như này, hai cái đầu như này và các bác xoáy ra xoáy vào. Đấy, đó, tóng mát ở đây các bác này. Đấy, và công tắc to nhỏ đây. Đấy, nó chạy bằng pin con thỏ thì hết pin thì các bác có thể mua pin mình sử dụng thôi. Đấy, mua thêm pin mình sử dụng mà thôi, nó rất là tiện đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy, 90.000 cho một con máy massage như này đó. Và các bác có thể thay cái đầu này được này. Đấy, xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra và các bác thay cái đầu này vào cho em này. Đấy, thay cái đầu này vào cho em. Nó sẽ có hai cái đầu như này. Đấy, một cái đầu hình tròn và một cái đầu hình đồng tiền như này, đồng xu như này. Đó. Có hai cái đầu này để các bác có thể thay vào mình sử dụng cho nó tiện ích. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, nó sẽ có hai cái đầu như này cho các bác sử dụng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhé, 90k. Đấy, 90k cho một con bút. Các bác lên cho em là bút massage nhá. Đấy, lên cho em là bút massage. Đó, nó hình cây bút như này. Lên cho em là bút massage nhá. Đấy, bút massage này. Đó, bút massage. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bút massage như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, có sẵn pin cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em đó là móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy. Đây. Cái này thì nó dùng để móc áo nhưng mà em dùng nó là móc đơn luôn cho nó dễ. Đấy. Móc đơn như này. Thì một cái này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 7.000, 7.000 cho một cái như này nhá. Đấy. 7.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, 7.000 chiếc này. Các bác có thể mua 3 chiếc, 5 chiếc tùy ý. Bên em bán thấp nhất là từ 3 chiếc trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 7.000 một chiếc như này. Đấy, nếu bác nào mua từ 3 chiếc thì bên em tính cho bác là thôi em bán là thấp nhất là 3 chiếc đi. 3 chiếc là 20.000. Đấy, còn bác nào mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá. Đấy. 60.000 một chục, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Mua lẻ sẽ là 20.000 ba cái, còn bên em bán cả chục thì sẽ là 60.000 cho một chục như này nhá. Đấy. 60.000 cho một chục như này. Đấy, giá thì con này các bác dùng để phơi tất này, phơi quần, phơi áo hoặc kẹp quần, cái áo rất là ok luôn nhá. Các bác lên theo là móc đơn nhá, móc đơn. Đấy, 20.000 ba cái. Đó. Móc đơn này. 20k. 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy. Còn 10 cái thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000 cho 10 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc gỗ như này. Cái này thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu này để các bác xoáy vào xem. Đó đây. Đây là cái đầu, đây cái đầu này các bác xoáy vào này. Thì mình có thể dùng để mình treo quần áo này, rồi treo đồ ăn thức uống, nói chung là treo cái gì cũng được, nó rất là tiện, móc bằng gỗ như này. Đấy, cái này nó dập bằng máy cực kỳ là chắc luôn và nó bằng inox nhá, rất sạch sẽ sáng bóng này. Đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đấy, nó sẽ có 8 cái đầu đeo như này. Lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá con này thì đặt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá của nó sẽ là 30k cho một cái móc gỗ như này nhá. Đấy. Móc gỗ, giá sẽ là 30.000. Giá siêu tốt cho các bác sử dụng luôn. Đó, giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là móc gỗ, giá sẽ là 30k. Rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đó. Tiếp theo thì
Nay bên shop về cho các bác cái mẫu cái nạo các bác nhá. Đấy, cái nạo thì các bác lên cho em là bộ đôi nhá. Đấy, bộ đôi nạo này. Đấy, bộ đôi nạo Winling đây. Đấy. Bộ đôi nạo này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Hàng cực kỳ to tát, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. 70.000 cho hai chiếc nạo của Đức như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đó, rất chất lượng cho bác nhá. Dày dẫn chắc chắn, rất là ngon lành cho bác luôn, sắc bén. Thì nó sẽ có cho các bác là hai cái, một cái là nạo ngang và một cái là nạo đứng như này. Cái này là nạo đứng theo vật thể này, và cái này là nạo ngang theo vật thể nhá. Đó. Thì sẽ có hai chiếc như này, bằng inox này, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì đều có cái đầu khoáy để các bác khoáy cái phần sâu này này. Đấy, khoáy cái phần sâu này rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Đó. Bộ đôi này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Nạo Đức. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 trên hai chiếc như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Giá thì rất hợp lý, combo hai chiếc nạo như này. Giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, giá 70.000. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Giá sẽ là 60.000 cho một con tô vít đen như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít và một thân đầu vít như này và 6 cây vít nhá. 6 cây vít sẽ có cho các bác là 12 đầu, 2 4 6 này. 6 cây 12 đầu to nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe đầy đủ. Con này thì nó sẽ có một cái nấc như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ có vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích. Đấy, có chức năng xoáy nhanh như này, bác nào làm thợ làm nghề dùng con này rất là đã này. Đấy. Và cũng có điều chỉnh nhá. Đấy. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Một bộ như này giá chỉ có 60.000 thôi. Giá chỉ có 60.000 trong cái bộ vít đen trợ lực này thôi. Giá rất là hợp lý luôn để cho các bác thể sử dụng. Đây, các loại mũi của nó đây các bác này. Đấy. Đây. Lên nhau là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Đó. Vít đen này. Trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái tất hàng của thương hiệu Nai này. Đấy, tất một vỉ này là 10 đôi. Một vỉ này là 10 đôi, có màu đen và màu trắng như này. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nai đây. Chất liệu của nó thì bằng sợi bông, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, chống đau chân rồi hôi chân rồi co giãn 4 chiều rồi thấm hút mồ hôi rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. Các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10. Đó. Tất vỉ 10 giá sẽ là 90.000. Đó. Tất vỉ 10 đôi giá 90.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Đấy, nó sẽ là con bật lửa rồng như này. Đấy, bật lửa rồng như này các bác này. Đấy. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và hình viên ngọc nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là bật lửa viên ngọc nhá, bật lửa viên ngọc. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. Đấy. 130.000. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa viên ngọc nhá. Bật lửa viên ngọc, nó có hình viên ngọc màu đỏ này. Đó. Và bật lửa này thì nó sẽ là có hai màu, màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng và màu bạc siêu đẹp như này. Đó, các bác thấy không? Đây, hàng rất độc đáo, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Bao quanh nó là con rồng nhá. Đó. Và con này chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng vào cho em là ok. Đổ xăng, đổ dầu vào cho em là ok thôi. Bác nào có xăng thơm thì mua xăng thơm, và bác nào hay dùng máy lửa các bác biết phải mua cái gì để sử dụng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, 130.000 một chiếc. Đó. Em có màu vàng và màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy, muốn lấy màu nào thì lấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc. Đấy, nó có hình viên ngọc mà. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 hộp 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Hộp bộ 5 khay inox siêu mỏng, một bộ này của nó thì bao gồm là 5 khay. Cái khay to nhất của nó này thì là 18 cm nhá. Khay to nhất này của nó là 18 cm. Đấy. Có nắp đậy nó biếc hẳn hoi như này các bác này. Đấy, nắp đậy hẳn hoi như này. Các bác có thể dùng đựng phẩm, thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đó. Và bộ này của nó thì nó sẽ là 5 khay nhá, 5 khay như này.
Hàng này thì không đến nỗi là quá mỏng đâu, nhưng mà em cứ nói trước là siêu mỏng, để đến cho các bác khỏi phải lăn tăn. Tại vì cái giá các bác bỏ ra chỉ có 50.000 thôi, cho nên là cũng không lăn tăn làm gì cả. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay này. Đó, inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox tròn siêu mỏng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ cân được tối đa là 5 kg. Đó, tối đa là 5 kg. Con này thì các bác chuyên dùng trong nhà bếp kia. Đấy. Chuyên dùng trong nhà bếp kia để mình cân thực phẩm, cân đồ ăn đồ uống đều ok. Sẵn pin rồi. Lô này thì về sẵn pin, có lô về có pin, lô về không pin thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đó. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, lắp vào là mình dùng thôi. Đây, lắp vào cho em. Đó, về nhà các bác cân. Và con này thì ưu điểm của nó là có chức năng trừ bì, cho nên là các bác dùng nó rất là sướng. Đây. Đấy. Cân đã lên bình thường các bác nhá. Đó, nó tính bằng gam này. Đây. Em đặt cái điện thoại của em lên này. Con điện thoại này của em là 223 gram này. Đó. 223 gram tức là hai lạng 2, 2 lạng 3. Đó. Tiếp theo thì em đặt cái bộ bút massage lên này. Đó. Đây thì bây giờ em phải trừ bì đi đã nhá. Đó, nhấn trừ bì thì em nhấn cái nút nguồn này. Nhấn cái nút nguồn này thì nó sẽ trừ bì về không này. Đó, sau đó thì các bác đặt cái này lên. Đó thì cái bút massage này là 143 gram cả vỏ này. Đó. Thì nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về không, và các bác nhấn nguồn này. Đấy là nó sẽ tắt nguồn và nó về không cho các bác. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, cân lên cho em là cân 5. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Cân 5 nhá. Đấy, cân 5 cân, giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho cái cân 5 cân này. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây ở đây nó có cái lẫy khóa này. Đấy, và các bác mở ra này. Đấy. Có phần điều chỉnh ga đây nhá, điều chỉnh ga to nhỏ ở đây. Đó, các bác theo. Đây, bật nó lên này. Con này thì các bác có thể dùng để mình nhóm lửa này, mồi bếp ga, hoặc là dùng để hút thuốc lào cũng đều được hết nhá. Đó, đây có cái phần báo ga này các bác này. Lên cho em là bật lửa cây. Giá sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k cho một em bật lửa cây như này nhá. Bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây. Một bịch mình của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này, sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này, lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn. Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá. Các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó. Mình lấy anh cái gì à? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng, rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch các bác nhá. Đấy. Thì đây em sẽ đánh đi này, đánh đi. Đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó. Thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy. Các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào. Nó ngấm vào sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây, hai chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy. Đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nhìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán với bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên mã giúp em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng. Vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn. Rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này.
giá của nó sẽ là 45k nhé, 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhé, đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Muỗi đây các bạn. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác, giá đó là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhá. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn, chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bạn. Đấy. Đấy, khi các bác dở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhá, đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000 và nó sẽ là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạt và có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước vừa bền đẹp chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này. Hàng to rộng rãi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá. À 50.000. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe này. Đó. Bạt phủ xe. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác, đây các bác này, mua hàng xem tham khảo đặt hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho em nhá. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhá. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga, nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhá. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này. Nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên cho em là súng massage. Nó là hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170 cành cho một em súng thư giãn như này. Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có 4 đầu dung các bạn. Đấy, có 4 đầu dung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho em. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ, đây sẽ có 6 cấp độ dung. Đấy các bác thấy không? Dung này. Ghê chưa? Dung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất là mạnh. Dung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân, nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy. Con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây. Thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng đặt trên cân cho anh chị. Lên. Cứ đặt đi chứ bi đi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6 đến 7 lạng, 6 7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, made in Japan. Chữ này của nó là chữ made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá, chữ made in Japan này. Đấy. Con này nặng khoảng 6 đến 7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ làm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là
4-5 ly nhá, 4-5 ly khá là dày luôn đấy các bạn. Đấy, con này thì chắc phải khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cá nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con dao chặt gỗ hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đó. Một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá. Một lưỡi cưa luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130k thôi. Giá rất rẻ các bạn, mỗi kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực. Đây các bác nhá, đấy về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này. Xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng các bác đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây thì mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi. Lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k nhá. Cân được tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đấy, em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn này các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này. Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân các bác nhá. Đấy. 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy. 67 kg các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000, 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn, cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho các bác này. Đấy, nhiệt độ này. Rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan các này, Police Made in Japan đó. Thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này, rồi có cho các bác là chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy, rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là còi hú này. Đấy, rồi la bàn này, còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây, pin đang sạc đang đèn xanh như này. Đấy, dây đeo, dây giếc đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ, có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này, cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đó, em Huấn Phạm đây các bác nhá. Đó, các bác trông nay em có quả mũ nồi rất chất chơi luôn các bác này. Đấy. Và mũ nồi này thì đội rất là vừa xinh và đẹp luôn. Các bác có tí tuổi là đội và rất là đẹp các bạn. Đó, mình có thể mua để sử dụng trực tiếp luôn. Đặc biệt là những ngày mùa đông rét mướt như này, hoặc là các bác đội ngày thường cũng rất là ok. Con này thì các bác có thể thả ra này. Đây, để em thử cho các bác xem. Các bác có thể là đội trực tiếp như này, hoặc là đây thì nó sẽ có cho các bác một cái vành bên trên này nữa này, để các bác đội cho nó ôm tai. Đấy, đặc biệt là khi mà trời nó rét hoặc các bác đi ra ngoài đường thì các bác đội cái này vào thì nó vừa là giảm tiếng ồn rất là tốt luôn. Đội vào là giảm 50% độ ồn này. Đấy, và ấm tai nhá. Ngày thường thì các bác đội bình thường thì các bác có thể không lạnh lắm thì các bác có thể cho cái này lên nhá. Đó, rất là ok luôn, rất đẹp nhá. Một cái con mũ cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là rồi nhá. Giá của nó sẽ là
100.000 à? 100.000 cho một con mũ nồi như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da này. Chất liệu bằng da và bên trong thì nó sẽ là nhung nhá. Đấy, nhung mịn như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là thích, rất đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái này là lớp nỉ này, lớp nỉ bông này. Rất đẹp các bác. Đấy, ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái vành che tai, và cái này thì các bác có thể thả ra như này hoặc các bác có thể ấn lên như này, rất là đẹp. Đó, giá thì sẽ là gửi cho các bác với cái giá đó là 100.000 cho con mũ nồi như này nhá. Lên trên là mũ nồi. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Đấy. Con hạc bằng đồng như này thì đây nó sẽ là một con hạc như này, và có kèm cho các bác là một cái lư nhá. Đấy, một cái lư. Cầm cho anh cái lọ hương ở đây này. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái lư đài sen như này, các bác treo vào đây cho em. Và bên shop có bán kèm cả cái lọ hương luôn nhá. Đấy. Thì con hạc bằng đồng này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp con này. Con này thì nó chỉ nhỏ gọn thôi. Nó cao được khoảng 10 cm nhá, cao khoảng 10 cm, và các bác cho cái hương vào đây cho em. Cho cái hương vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, đây, cho hương vào đây cho em nhá. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là trang trí khắp nơi đều được nhá. Và các bác mua hương thì cái hương nhang hạc này thì sẽ là 60.000, còn con hạc này là 70.000 nhá. Đấy, con hạc này là 70.000. 70.000 một con. Còn cái hương thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Chất liệu của nó là bằng đồng, và cái hương này thì bên em bán một hộp này nó khá là nhiều luôn nhá. Đấy. Hộp này nhiều lắm, một hộp này của nó là phải hàng mấy chục cái luôn, mấy chục viên luôn, cho nên là thoải mái mấy chục vòng luôn, thoải mái cho bác sử dụng nhá. Đấy thì con cái nhang hạc này sẽ là 60.000 này. Nhang hạc này sẽ là 60k nhá. Đấy. Còn cái con hạc đồng này thì sẽ là 70k cho con hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái nến đỏ này, 45.000 một cây. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Cái này của nó thì nó sẽ là tự nhiên các bác nhá. Nó sẽ là tự nhiên như này. Đấy, tự nhiên như này thì khi các bác dùng nó rất là thích các bạn. Đấy. Nó lúc nào nó cũng kiểu là rung như này các bác này, rung như này. Trông nó như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k nhá. Lên trên là 4 đỏ 45.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, đây các bác này. Đây, Emanium này. Đấy, thì con này của nó sẽ có cho các bác là một cái vòng như này, kèm thêm cho các bác là các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, khi các bác đeo thì thứ nhất là vừa là trang sức này, vừa là trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k. Đó, vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng cho anh cái ổ điện này. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái phao nước này. Đây nó sẽ là một con phao nước như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Bây giờ các bác bỏ hết các cái dòng phao cơ truyền thống đi, dùng nó rất là khó chịu nhá, mà các bác dùng sang cái phao này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, ở đây thì cái này là sẽ là điều hướng nước này. Còn các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đấy. Lắp vào cho em là xong. Thì các bác sử dụng nó rất là đa di năng luôn. Ở đây thì khi mà nước ngập phao này 1 cm thì nó sẽ tự ngắt nhá. Thì ví dụ như các bác dùng cái phao kia thì nó phải qua một cái quả bóng đẩy, nó rất là phức tạp và nhiều khi nó lại không ăn lẫy. Nhưng mà dùng con này thì rất là tiện, mà giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp em đó là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70.000. Phao nước này giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện như này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Cắm trực tiếp điện vào đây. Sau đó thì có công tắc, các bác bật công tắc lên cho em này. Đấy, bật công tắc lên. Đó. Bật công tắc lên thì cái viên đá này nó sẽ xoay này. Đấy, cái viên đá nó sẽ xoay. Thì các bác dùng để mài dao, mài kéo nhá. Hai cái bên ngoài này thì để mài dao đúng theo hình hướng dẫn như này. Đấy, còn cái bên giữa này thì các bác mài kéo cho em. Nó rất là tiện. Mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá như này, các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi. Rất tiện luôn. Mài thì cực kỳ khỏe, chắc chắn và rất là tiện ích nhá. 80.000 cho con máy mài dao như này các bác này. Đấy, con này thì nói chung là cái giá của nó thì quá là tiện. Đấy, giá rẻ và các bác dùng nó rất là tiện ích. Đây nó sẽ có cả giấy hướng dẫn cho các bác luôn này. Đây. Đấy, các cái hướng dẫn đây. Đấy, đưa vào mài dao như nào rồi, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện kèm chức năng sạc nhanh luôn.
dây dài từ 1,5 m đến 2 m này, cắm trực tiếp điện 220 cho em, có đèn báo này, có đèn báo này, đấy, có công tắc báo sáng này, có đèn báo này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm điện này, và có chức năng sạc nhanh nhá. Có chức năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào như em như này là xong này. Đấy, đặt vào này sạc nhanh này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Nói chung là tiện lắm. Con này dùng thì rất là tiện ích các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh, giá sẽ là 150k này. Đấy. Ổ điện này. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc. Máy sấy tóc đây. Đấy. Một con máy sấy tóc như này. Đấy, cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi là các bác dùng con này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Máy sấy tóc này, hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Đó. Đây, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips các bác này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V luôn, dây thì dài khoảng từ 1m2 1m rưỡi này. Đấy. Có cho các bác là hai cấp độ này. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, con này thì nóng rất là nhanh các bạn. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn thì khi các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và hàng thì không hề có lỗi lầm gì cả. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Khá là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý nhá. Một cái con máy sấy tóc như này mà giá của nó chỉ có cho các bác là 130.000 thôi nhá. 130k thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim như này. Thì các bác có thể dùng để mình nghe gọi này rồi là nó 2 sim liền thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia 2 sim như này các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim luôn. Đấy. Đây, có kèm sẵn cho các bác là pin này. Đấy, pin đốc sạc này và một con điện thoại như này. Đấy, một con điện thoại 2 sim như này các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn, hàng thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó. Giá thì chỉ có 230.000 thôi. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. 230.000 cho một em điện thoại 2 sim như này. Bao ship đến tận nhà cho bác nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại 2 sim này. Giá sẽ là 230.000. Điện thoại 2 sim giá sẽ là 230k nhá. 230.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái dòng cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ dít dít này nhá. Đó. Là các bác sử dụng thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác công tắc này và một cái hạt nam châm từ trường như này. Khi các bác cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các loại hạt vào đây thì mình chỉ cần bấm này là nó sẽ quay. Đấy, và ở đây nó sẽ sử dụng hai cái viên pin con thỏ loại nhỏ nhá. Thì rất là tiện luôn. Đấy, cái pin này thì các bác dùng cả năm nó mới hết pin cho nên là cũng rất là tiện thôi. Đây, hai viên pin này. Đấy. Con này thì dùng rất là lâu, cả năm nhá. Cho nên là các bác cứ lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ và là xong là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này thôi nhá. Cốc tự khuấy. Và về nhà thì các bác mua cho em hai quả pin con thỏ là nhỏ vào. Đấy. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Về nhà các bác mua pin nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k. Cái này là không pin nhá. Không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn wifi này. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Có chức năng là tự động tắt bật thì nó rất là tiện. Có kèm một cáp sạc đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn đây. Các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy. Đây, điều chỉnh pha đây các bác này. Đấy, điều chỉnh pha này. Đấy, tự động tắt bật này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó bật này. Rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cổng sạc ra cho điện thoại đây này. Rất là tiện luôn. Đó, đây. Đấy, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Hàng sản xuất ở Đức và xuất cho Nhật nhá. Giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ bấm móng tay của Đức nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Một cái bộ bấm móng tay như này mà giá chỉ có 100.000 thôi. 3 chiếc bấm luôn, 3 chiếc bấm thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, 3 chiếc nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác 3 cái bấm này.
Đầu tiên nó sẽ là một cái bấm to này, một cái bấm nhỏ này, đấy, và một cái bấm khóe này, đấy. Thì cái này nó sẽ là lệch như này để các bác đưa vào cái khóe tay, khóe chân nhá. Đấy, combo cho các bác là 3 chiếc như này, mà chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tính vào chỉ có hơn 30.000 một tí thôi. Bình thường nếu các bác mua mà mua dọc đường hoặc mua ở trong các cái nơi họ bán ở dưới đất thì cũng đã phải mất đi 40-50.000 cho một cái bấm móng xịn như này. Đấy, thế mà đây chỉ có cả bộ như này, chỉ có vào tính vào 30.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy để các bác đựng các cái móng tay thừa nhá. Đấy, khi cắt thì các bác đẩy cái này lên cho em thì nó sẽ đựng vào. Đó, cắt rất là ngon nhá. Cắt rất là ngon và mượt luôn các bác này. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây. Cắt nó tanh tách luôn các bác này. Đấy. Rất là thích nhá. Đấy, đầm và chắc tay nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ bấm móng tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Giá là 100k. Lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000. Đấy. Lên cho em là bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000 này. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ keo đa năng này. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Vỏ nó màu xanh này, bên em gọi nó là keo đa năng xanh. Lọ này của nó thì nó sẽ là dung tích là 60g nhá. 60g. Đấy, 60g như này. Đấy, con này thì dán đa năng luôn, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một típ keo đa năng như này nhá. 20k cho một típ keo đa năng như này các bác này. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, vừa là được. Mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, ok các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kẹo chuột này. Con này nó sẽ là một cái dòng kẹo siêu hấp dẫn chuột luôn. Màu của nó sẽ là màu hồng này nhá. Màu hồng như này. Thì khi mà con chuột nó ăn thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn. Và nó chết cả đàn luôn nhá. Chết cả đàn luôn. 30k cho một cái lọ kẹo chuột như này. Một hộp kẹo chuột như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan. Đặc diệt chuột luôn. Đấy, nhiều bác bảo là bây giờ nó ăn vào rồi nó chạy vào trong gầm, các cái gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ. Nó chết không tìm được. Thối ngậu hết cả nhà lên. Đấy, lên cho em là kẹo chuột nhá. Đấy. Kẹo chuột giá sẽ là 30k cho một lọ như này. Hàng này của nó bán thì thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, chết cả đàn cả đống luôn các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em. Đây không? Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này. Sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy cho anh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy, màu trắng này. Màu trắng này, màu trắng rất là sáng luôn. 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại nó còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này. Màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy, thì có 3 màu như này. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30k. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Bóng 3 màu giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35k. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo.
35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái các bác liền mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay nối dài và một tay tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40k thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạt vặt. Giá sẽ là 40k lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu Kiwi của Thái này. Đấy, hàng Kiwi của Thái Lan. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Đây nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là dao lượn sóng này, dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng như này, hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này, hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy. Đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi, chẳng có vấn đề gì cả nhá, cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con dao của Thái như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá, rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạo. Các bác dùng cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa. Túi bóng lụa nhá, có độ mềm, có độ dai nhất định cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất tiện luôn. Bỏ cho anh kia bình tông này. Đây các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy, đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm. Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên theo là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông của Nga, CCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá, dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá, quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu đi nhẹt các thứ cũng rất là ok. Bình tông nhá, lên cho là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tĩnh điện, bên trong inox 316 nhá. Đó, inox 316 rất đẹp các bạn. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này. Một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi. Chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này, cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này.
sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên kia là máy xay khô, đây nó sẽ là một con máy như này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W điện 220V 50Hz 120.000 đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây sản phẩm thực tế đây, bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhá. Đây qua này đấy. Đây thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn. Đây máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha, các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy đây em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn, rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi, đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này, rất là thích luôn. Đấy và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấc nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi, 120k, rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy 120.000 cho em máy xay khô như này, dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy và các bác nhấp này. Đó và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhé, có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy về nhà các bác tự bơm ga nhé, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Tên cho em là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhá, led qua lên theo là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40m. Đấy, từ 30 đến 50m nhá, từ 30 đến 50m. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi. Tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá, nhưng mà thấp nhất phải từ 35 đến 40m các bạn. Đấy. Đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn, một quận này từ 35 đến 50m. Giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn. Các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy keo 10 giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Tây ẩm thấp, đứng lâu đã có bằng kẹo ít thanh nhìn, siêu chống thấm, chống rụt. Bằng kẹo ít thanh nhìn là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay bằng kẹo ít thanh nhìn đã có mặt tại Việt Nam. Bằng kẹo ít thanh nhìn có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần lá lợn nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng kẹo ra, miết thật chặt, dán thật chặt và thế là mọi vấn đề về rột và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Rất tiện ích luôn luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Băng keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau, 40 độ đến 220 độ. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Có thể dán vào giỏ nước, dán cả sắt, 11 măng, chứa vào vị nước. Thêm ngay vào giỏ hàng để tham khảo. Đó, giá này sẽ là 40k. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn, hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhé. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này. Và nó sử dụng bằng cả là bằng điện và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy, nút màu đỏ này là nút bật nguồn này. À, nút dấu cộng này là nút bật nguồn, nút dấu trừ này là nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là... Cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage chân thôi, massage chân này. Massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn.
Sasuke chính công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Hãng Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa đẹp vừa bền đẹp vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 này có nhá. Đấy mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn, lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120, 150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái led pháo hoa nhá. Led pháo hoa. Đây, đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ led pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây, lắp lên nó sẽ như này. Rất đẹp luôn, nói theo. Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nha. Cũng ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi kế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường. Giá thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Lên trên hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k.
Cái này thì lâu lắm là bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhá. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Đấy. Dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy. 6 cái chén này các bác này. Đấy. Đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này, bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn và có cả bình đựng chè luôn nhá. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn rồi giấy lau này, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn, hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g, Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, đây, đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu, cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong các bác nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhá, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con bình như này. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k. 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn. Các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k. 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k này cô nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì
nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này, rất là tiện ích luôn. Dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường, tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000. Thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không? Đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bạn lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó, và độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. 3.000 trên 8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc, siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000, 10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy, mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi. Và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này, các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc, nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhá. Đấy, về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi à. Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái cứ để trên ấy, tí anh gắn đây. Cứ mang ra ngoài, mang ra bàn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng, màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác một cái đồng hồ. Có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá. Có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có 3 thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo li vô nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá. Có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá. Có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy. Khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này là lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống như này là lấy cạnh nằm này và gạt bên giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây, các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm nghiêng. Đó, và công tắc bật ở đây.
giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k thì một em thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k trong con thước laser như này nhá. Sau thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp có thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây, lắp vào đây như này. Đấy, lắp vào này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video rồi đấy. 40.000 cho cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này, hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Xé ra tờ giấy. À đây. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho 3 con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm, bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dày khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bạn. Này, con này sẽ là 80.000 này, 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhá. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bạn này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này, Seiki Japan made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn, 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, tấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan này. Đấy, Seiki Japan. Hộp tiếp các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260 thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000 cộng với con này 180 đã là 260 rồi. Mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy, thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy, rất là tiện ích nhá, và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này. Lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác, thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy. Sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180k cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con phích rất là tiện này, để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy, thì em gọi nó là phích đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt.
Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ có 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000 bỏ trong cái phần lồng này. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Phích đun sôi này. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này, và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây, cho em đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nhá. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tắc bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này, mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp, rẻ, chất lượng như này, 180.000. Cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm, mang đồ ăn đi mình hấp đun. Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn, cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây, công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 à cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn này các bác. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu, chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú như này con này. Đấy, coi nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, bình thường nếu các bác dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu này các bác. Đấy. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý. Có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhá. Có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn. Thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình, mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy. Đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300.000 thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn. 4 SIM nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá. Một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp SIM vào cho em. Lắp SIM xong thì mình lại tắt nguồn đi khởi động lại nhá. Lắp SIM vào sau đó thì tắt nguồn đi khởi động lại cho em. Đấy.
các bác này, rất là ngon luôn nhá. 1, 2, 3, 4 sim này, lắp cho em 4 sim mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn led bình thường đâu, mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp sim vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại một con điện thoại 4 sim như này nhá, 450k. Lên cho em là điện thoại 4 sim nhá. Điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450k nhá, 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá, bộ điều khiển cắm trực tiếp. Con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được 1 cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Đấy, con này thì nó sẽ là đa di năng luôn. Vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này. Vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em. Có sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi. Đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm nhá, vừa là hút thảm, và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo này. Đấy, hút bụi gạo. Giá sẽ là 250k. 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng thì mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng con này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh riêu nhá. Đấy, nó sẽ có 3 ngăn này, 3 ngăn rất là tiện ích luôn. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá. Hàng rất là xịn sò con bò luôn. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con cặp lồng như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp cho em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi. Công suất của nó là 10A 250V. Giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này. Ổ xanh giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Rất tiện ích luôn các bác nhá. 55.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sẵn. Gắp nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À, xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em nó gắp nóng nhá. Gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt, con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. Đấy, giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì
hàng inox 304 thôi nhá, inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp em là bình mỏ vịt nhá, bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít nhá, 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi bác nhá, 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên xem là bình mỏ vịt 250.000 con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung đấy. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây, chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy, nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn. 195.000 các bác này, 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn, 195.000. Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh, 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000, 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá, 195.000. Còn đây, cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh đây các bạn này, 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED, con này sẽ là 125.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi bằng điện nhé. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện, giá thì chỉ có 260.000 thôi. Cắm điện trực tiếp, điện 220V. Công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá, rất khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy. Đây. Đấy, nắp nó sẽ như này nhá. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn. 260.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng e-ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo bán theo combo nhá. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ, và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên chứ còn một gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước rồi có cỗ có bàn rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó, rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k, còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này.
Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá, đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy, nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000 đồng nhá, Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó, hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000. Và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này, hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này, đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá. 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này, hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây một combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món giá của nó sẽ là 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng để mình sấy giày nó rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy cho em, nó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000, 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1.500W này, 2.5L và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá, dung tích cực khủng luôn, 2.5L tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1.500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz, 2.5L nhá, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này, đấy 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng.
giá của nó sẽ là 130.000. Còn có con hai lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. Hai lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá. Easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bác, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu này các bác này. Đấy thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30.000 rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá, 140 cm. Rất là to luôn. 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá. Công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Thao hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo nắp này ra, cho hơi nước vào đây, để cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này. Thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên xem là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đấy, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác các em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này, tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá, một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng, đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm vào cái lọ này cho em. Cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Cuối năm tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật, rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80 cm.
Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi, rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí, các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy, logo của Unilever đây. Hàng chính hãng luôn nha, và sản xuất ở Thái Lan luôn. Hàng sản xuất ở Bangkok Thái Lan qua này. Đây, Bangkok Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này, màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, 90k. Đấy, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150, 140 đến 150, mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi. Hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia bơm dung dịch nhá, giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này, hút nước, hút dầu, hút mỡ, rồi rượu, chè, rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá, 30.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu màu nâu và màu nâu và màu đen nhá, màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi, mặt hàng mặt đúc liền thân nhá, mặt đúc liền thân như này rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đấy, đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này, mặt đúc liền như này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000, chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng thôi, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa kho ga ra mình đốt thoải mái thì em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy, và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn, và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này, và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn. Hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy, mà lấy ví thì lấy, mà lấy combo cũng được. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này này các bác massage, massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này.
Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá, lưỡi kép như này. Thì combo cho bác luôn 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em, quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem của bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan, đó là kẹo chuột Thái Lan nhá. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là, cái mã này của nó giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn, 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này cho mỗi người một đôi, để mình đi trong nhà mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung, nhung này rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi. 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2 cm. Các bác bóc ra nó băng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn. Đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể, hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em, bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này. Công suất của nó là 3000W. Con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó, gió rất là mạnh. Đấy, con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá. Chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon. Đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này. Đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá. Đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V. Đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên mã giúp cho em, đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích. Ở đây nó có hạt natrium từ trường này. Các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này, rất là ngon này, con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18 cm nhá. Khay to nhất đường kính là 18 cm các bạn. Đấy, to nhất là đường kính 18 cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào không có nắp hết, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa, không dày quá, cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm. Không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công. Giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok.